Xin chào quý vị và các bạn thân mến. Khi nhắc đến biển thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những loài hải sản rất là ngon của miền biển. Nhưng mà bên cạnh đó thì rong biển cũng là một món quà quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người chúng ta. Và theo Dũng được biết thì trên thế giới thì có khoảng hơn 40 loại rong biển dùng để làm thực phẩm hoặc chế biến thuốc, rất là giúp ích cho con người chúng ta. Và hàng ngày thì chúng ta có thể bổ sung thêm một lượng rau hay là những trái cây để cung cấp vitamin. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng phải thưởng thức những loại rong biển khác nhau để bổ sung thêm khoáng chất cũng như là canxi, giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn. Và lần trước thì đầu bếp anh Vũ đã giới thiệu cho quý vị và các bạn loạt series về những thức ăn sáng, điểm tâm sáng để quý vị và các bạn có thể thưởng thức. Còn hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến một đề tài khác, đó là những món ăn từ rong biển. Xin mời quý vị các bạn vào bếp nhé. Chào Vũ. Chào anh. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm món rong biển đúng không nào? Đúng rồi anh. Rong biển hầm sườn non. Đó. Nếu so với lại các thực phẩm từ sữa, bơ sữa khác thì rong biển hàm lượng canxi trong rong biển và sắt rất cao. Đúng rồi. Gấp 10 lần các sản phẩm khác đó anh. Và nó chứa rất là nhiều khoáng chất căn bản khác nữa. Từ lâu con người đã ăn rong biển theo một cách truyền thống. Đó, để chi? Để cho giúp máu khỏe hơn. Đó không? Tim mạch khỏe hơn và hệ tuần hoàn khỏe hơn nữa. Nguyên liệu cho món ăn này gồm có, chúng ta sẽ cần khoảng 100g rong biển. Chúng ta sẽ rửa sạch và ngâm mềm như thế này đây. Rong biển que như thế này thì gọi là rong biển Hồng Kông anh ha. Rong biển Hồng Kông. Một loại rong biển bánh nữa cũng để dùng để nấu canh hoặc nấu súp, đó là rong biển từ Trung Quốc. Khoảng 200g sườn non chúng ta sẽ rửa sạch bằng nước muối và chặt khúc vừa ăn như thế này đây. Rồi. Vài củ hành tím để giúp cho nước dùng chúng ta sẽ thơm hơn. Bây giờ trước tiên thì chúng ta sẽ làm gì đây hay Vũ hả? Đầu tiên chúng ta sẽ luộc rong biển trước. Sau khi ngâm thì chúng ta sẽ luộc rong biển lại. Dạ. Rong biển á thì như anh Dũng biết là rất là nhiều cát. Đúng không? Chúng ta sẽ ngâm trong nước để cát rớt ra. Sau đó chúng ta sẽ rửa sạch lại nhiều lần. Trụng sơ thôi hả Vũ hả? Chúng ta sẽ trụng sơ để làm chi? Để nó giảm mùi tanh từ rong biển. Rồi bây giờ vớt ra được chưa? Đây anh vớt ra giùm em đi. Okay. Bỏ đây hả? Dạ, bỏ vào đó luôn. Bỏ vào nước, bỏ vào nước lạnh để chúng ta ngâm lại. Sẽ dùng nước này chúng ta sẽ luộc sơ thịt luôn để loại bỏ tạp chất. Khi mà mua về thì chúng ta rửa sạch đúng không? Dạ. Và trụng sơ qua để nó loại bỏ những tạp chất. Đúng rồi. Thì nước dùng của chúng ta rất là trong và thật là hấp dẫn. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào nồi 1 lít nước sôi anh. Chúng ta sẽ hầm. Nấu rong chung một lần luôn à? Dạ đúng rồi. Khi mà chúng ta hầm sườn mềm rồi, trong vòng nửa tiếng á, sườn nó mềm rồi thì rong biển chúng ta cũng sẽ ăn được. Khi hầm anh Dũng cho thêm một ít củ hành tím ha, khoảng vài ba củ á để cho nước dùng của mình nó sẽ thơm hơn. Và để rút ngắn thời gian thì Vũ đã chuẩn bị sẵn một nồi hầm cho anh đúng không? Đúng rồi. Ừ. Sau khi chúng ta đã hầm mềm sẵn là chúng ta sẽ nêm nếm. Anh Dũng biết không, rong biển là một loại dược phẩm quý á, người Nhật coi rong biển giống như là một trong những thực phẩm chính trong một bữa ăn. Và sau khi chúng ta đã hầm xong, chúng ta sẽ nêm vào đây một ít hạt nêm từ thịt cho vừa ăn anh ha. Và cái món này thì chúng ta chấm với nước mắm nguyên chất. Chúng ta sẽ ăn kèm với lại nước mắm chấm ngon và ớt. Dạ, giờ Dũng múc ra được không? Dạ được. Trước và sau bữa ăn chúng ta có thể dùng cái rong biển hầm sườn non này. Rồi. Còn ngò nữa đúng không nè? Ngò chúng ta cần phải trang trí lên không? Một ít ngò rí thôi. Để Dũng thử đây nha. Ngon thiệt đó nha. Công nhận là rất là ngon. Rất là mềm Dũng à? Rất là mềm đúng không? Cái đúng nước rồi. Nước rong biển rất là thơm, nhưng mà khi mà anh Dũng nếm vào rồi, anh Dũng cảm nhận được một cái mùi vị của nước dùng nó hơi tanh một tí. Giống như Vũ nói là hơi tanh một tí xíu, nhưng mà không sao. Tại cái vị ngọt nó khi mà nó thấm vào cái cổ họng của mình thì nó đậm lại một cái dư vị rất là đậm đà. Dạ. Rất là ngon. Và cái món này chiều nay chắc chắn là Dũng phải làm ngay. Rất là đơn giản đúng không anh? Chỉ cần rong biển sườn non chúng ta chỉ hầm khoảng chừng 30 phút thôi. 30 phút thôi. Cảm ơn Vũ. Quý vị và các bạn thân mến, và Dũng xin nhắc lại một lần nữa là chúng ta chỉ cần có rong biển, mà rong này là chúng ta mua ngoài chợ là rong Hồng Kông. Và sau đó chúng ta mua sườn non về, cộng thêm vài củ hành tím nữa, và chúng ta sẽ nấu một nồi súp thật là tuyệt vời như thế này. Không chê vào đâu được hết. Các bạn hãy làm ngay trong ngày hôm nay nhé. Chúc các bạn thành công.